Vũ xin chào tất cả mọi người, và hôm nay trong gian bếp của Quốc, Quốc xin chia sẻ với người một món ăn rất là phổ biến cũng là quen thuộc, đó là món gà nướng mật ong. Để thực hiện món cà nướng mật ong này cho nó ngon hơn, hấp dẫn hơn thì chúng ta cần phải có sốt ướp đồ nướng của Ly Kim Ki, hay còn gọi là sốt ướp xá xíu. Để thực hiện món này thì đầu tiên cũng đang có đây 800g thịt gà ta. Thì 800g này cũng đang sử dụng là một cái con gà ta khoảng 1,5 kg, mình chặt mình lấy nửa con thôi. Nếu chúng ta nướng nguyên con, ta cũng phải chặt làm hai ra. Thì mình nướng thì nó sẽ đều cái mặt hơn, nó sẽ ngon và nó sẽ hấp dẫn hơn. Kế đến thì mình chỉ việc mình làm cái phần nước sốt để mình cho vào trong cái gà này, mình ướp và mình mang đi nướng. Đầu tiên là Quốc sẽ có đây là 50g hành tím. Mình cắt xong mình cho vô máy xay. Tỏi á, là mình có 30g tỏi. Mình sẽ cho đây luôn. Kế đến là cái phần gốc ngò này. Mình có cỡ khoảng là 5 gốc, hay là nó cỡ tương đương là 10g gốc ngò. Cái phần gốc ngò này cho vào nó sẽ thơm hơn. Rồi bây giờ Quốc sẽ xay nhuyễn nó ra. Mình xay càng nhuyễn á, thì mình dắt nước á, nó sẽ càng dễ hơn. Cho thêm vào đây cỡ khoảng là 20ml nước. Cái đến sẽ cho vào đây là phần mật ong. Đây là món cà nướng mật ong, nhưng cái phần mật ong á, mình sẽ cho nhiều tí, với định lượng là 50ml mật ong. Đồ ướp của Ly Kim Ki, hay còn gọi là sốt xá xíu, Quốc sẽ cho vào đây là 20g. Cái đến là phần nước tương đặc biệt của Ly Kim Ki, Quốc sẽ cho vào là 10g. Phần hạt nêm này, Quốc sẽ cho vào đây là 1/2 thì cà phê hạt nêm. Tiêu Quốc sẽ cho vào đây 1/4 thì cà phê tiêu. Gà chúng ta ướp cái tiêu á, nó sẽ lên được cái mùi thơm rất là hấp dẫn. Và sau cùng là phần dầu ăn. Cái phần dầu ăn này Quốc sẽ cho vào đây là 20g. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quậy cái hỗn hợp này nó đều lại với nhau. Cái phần hỗn hợp này nó đều lại với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ cho gà vào đây. Dùng cọ mình sẽ phết đều lên hết trên gà. Sau khi chúng ta phết cho cái phần sốt này nó thấm đều hết gà rồi thì chúng ta sẽ để ở bên ngoài nhiệt độ phòng là 4 tiếng đồng hồ. Thì cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ nhúng cái cọ và mình sẽ phết đều lên trên gà từ bên trong ra tới bên ngoài. Sau 4 tiếng đồng hồ thì mình sẽ cho vào trong lò mình nướng. Sau khi chúng ta ướp được 4 tiếng đồng hồ rồi thì mình sẽ lấy một cái khay lót miếng giấy bạc lên trên. Đây, đầu tiên mình sẽ lật ngưỡng gà lên. Mình phết thêm sốt nha. Sau đó mình sẽ cho vào nướng. Sau khi chúng ta nướng được 10 phút rồi á, thì mình sẽ lật phần da lên trên và sau đó mình phết thêm cái phần sốt mật ong. Rồi sau đó mình nướng tiếp tục thêm khoảng 10 phút nữa cho gà nó chín. Sau chúng ta nướng thêm 10 phút nữa cho cái phần da này vàng giòn, mình sẽ lấy ra bày lên đĩa. Phần lá quế trang trí lên trên cái phần gà nướng mật ong. Khi ăn á, thì mình sẽ ăn kèm với lại lá quế và mình sẽ chấm với lại nước sốt. Cái nước sốt Quốc sẽ pha với lại sốt tương ngọt, hay gọi là hoisin sốt của Ly Kim Ki, với tỷ lệ là cái 2 phần nước sốt hoisin sốt là mình sẽ cho 1 phần nước tương đặc biệt của Ly Kim Ki. Rồi mình sẽ quậy ra cái phần hỗn hợp này nó đều lại với nhau. Rồi sau đó mình sẽ cho lên trên cái phần dĩ gà luôn. Như vậy là món gà nướng mật ong của chúng ta đã hoàn thành. Như mọi người cũng thấy thì cách làm thì rất đơn giản thôi. Tuy nhiên có một bí quyết là chúng ta phải sử dụng sốt ướp đồ nướng của Ly Kim Ki, hay còn gọi là sốt xá xíu. Khi có cái phần sốt xá xíu này ướp vào chung với lại gà mật ong thì nó sẽ làm đậm đà hơn và nó sẽ có mùi thơm và hấp dẫn hơn. Chúc bạn thành công với món này vào những dịp đặc biệt của gia đình mình.